Các nhà lãnh đạo Liên Âu đồng ý đoàn kết ứng phó với tình trạng di dân tin từ Brussels. Trong ngày họp thượng đỉnh hôm qua, các nhà lãnh đạo Liên Âu đã đồng ý cùng đoàn kết đối phó với thảm trạng Lampedusa. Hàng trăm người di dân bị chết chìm trong tháng này đã đưa tới lời kêu gọi Liên Âu phải có hành động. Liên Âu đã thiết lập cơ quan Frontex trong năm 2004 để phối hợp, nhưng vai trò của Frontex rất giới hạn. Các nước miền Nam Âu Châu đã mang hầu hết gánh nặng di dân, muốn các nước Liên Âu khác chia sẻ gánh nặng tài chính và định cư người di dân. Các nước chịu gánh nặng di dân đứng hàng đầu, gồm Ý, Hy Lạp, Malta, Cyprus và Tây Ban Nha, lại là những nước đang gặp khó khăn tài chính. Trong ngày họp trong ngày thứ Năm, theo chương trình, các nhà lãnh đạo Liên Âu phải thảo luận về các vấn đề xã hội và kinh tế, nhưng việc Hoa Kỳ hoạt động gián điệp ở Pháp và Đức đã trở thành đề tài chính